Thành cổ tinh tuyệt, chương 8, Động đất. Ngọn núi lửa dưới sông bắt đầu hoạt động rồi. Sự việc diễn ra đột ngột, mọi người trở tay không kịp, suýt nữa rơi hết xuống dưới. Ai nấy ba chân bốn cẳng leo lên một cái dốc tương đối thoai thoải, ngồi xuống thở hổn hển. Vẫn chưa hoàn hồn thì lại thấy mặt đất chấn động mỗi lúc một mạnh hơn. Những vách núi do lớp dung nham chất chồng tạo thành bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ập xuống. Lạc Ninh nói chưa chắc núi lửa sẽ phun trào. Đây có thể chỉ là hoạt động mang tính chu kỳ. Thời gian của chu kỳ hoạt động này không xác định được. Có thể mấy hôm một lần, cũng có thể mấy trăm năm, mấy nghìn năm mới xảy ra một lần. Núi lửa cũng chia ra làm nhiều loại. Loại núi lửa hình ống như chiếc loa kèn trồng ngược mà chúng ta thường thấy, được hình thành sau khi đã phun trào với quy mô lớn. Cũng có loại núi lửa tuy không phải núi lửa chết, nhưng hàng vạn năm cũng chẳng phun trào, cứ mãi mãi ẩn sâu dưới lòng đất, thỉnh thoảng mới xảy ra chấn động. Nhưng mặc xác nó bao năm mới hoạt động một lần, chúng tôi coi như đen đủi. Vừa hay gặp đúng lần này, vốn định men theo dòng sông ngầm tìm đường ra, nhưng giờ nước sông phía dưới đã sôi lên sùng sục, xuống dưới có mà thành ra bánh chèo luộc hết, xem ra đường xuống không được rồi. Đừng lúc không biết phải làm sao, cả Hòa bỗng giật cấu áo tôi, chỉ tay bảo chúng tôi nhìn lên trên. Ở chỗ cách đỉnh đầu mấy trăm mét xuất hiện một tia sáng trắng mạnh. Tôi nhìn lên thấy hoa cả mắt, con người đau nhói. Đó là thứ gì vậy? Lẽ nào lại là một loài sinh vật đã tuyệt chủng từ lâu? Lạc Ninh bất ngờ xen lẫn vui sướng, vội kêu lên: Là bầu trời, là bầu trời mọi người ơi! Núi lửa dưới lòng đất chấn động gây ra động đất, mặt đất trên đầu chúng tôi nứt ra một kẽ lớn. Bao lâu rồi chưa nhìn thấy bầu trời ngoài kia, tôi đã quên mất bầu trời như thế nào rồi. Là màu xanh hay màu trắng đây? Tôi nói với những người còn lại: Các đồng chí, đúng là ông trời không tuyệt đường người. Người kiên trì cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Vì đất nước Trung Quốc mới, hãy tiến lên. Bốn người vốn dĩ đã sức cùng lực kiệt, bỗng nhiên nhìn thấy hy vọng sống sót, chợt trỗi lên một sức mạnh tràn trề. Hai chân sải bước, cánh tay vung lên, thục mạng men theo con dốc leo lên trên. Tiếng động đất bên dưới càng lúc càng mạnh hơn. Những luồng khí nóng hầm hập ép tới, mùi lưu huỳnh nồng nặc buốt lên tận óc. Chúng tôi lo kẽ nứt trên kia bị địa chấn càng khép lại. Ai nấy đều mong thoát ra càng nhanh càng tốt, đều dốc sức như chảy nước rút, đều dốc sức như chạy nước rút 100 mét trên con dốc 45 độ. Càng lên cao, nham thạch càng lở, có những quãng tựa như đi trên cát, rất khó đặt chân. Leo lên được 3 mét lại bị tụt xuống 2 mét. Da tay bị chà rách hết mà chẳng ai để ý đến đau đớn, nghiến chặt răng vừa leo vừa bám. Có độ 500-600 mét mà vất vả như trèo đèo lội tuyết trong cuộc vạn lý trường chinh. Sau khi thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt, cuối cùng chúng tôi cũng trở về được mặt đất. Trời xanh mây trắng, hai bên núi non nhấp nhô trải rộng. Chỗ chúng tôi leo lên là một đoạn cửa lòng sông Côn Luân, cũng là khu vực có độ cao thấp nhất ở cao nguyên Thanh Tản. Từ đây cách binh trạm ở Bất Đông Tuyền chỉ vài cây số. Lạc Ninh chẳng còn đủ sức nữa, chân cả Oa lại bị thương. Đến phút cuối cùng, hai người bị rớt lại phía sau. Tôi không kịp nghỉ ngơi, vội vã cùng anh Đô buộc thắt lưng và dây buộc đồ lại với nhau, tòng lòng cho Lạc Ninh và cả Oa bám lấy. Động đất càng lúc càng mạnh hơn, kẽ nứt rộng có hơn 1 mét, bất cứ lúc nào cũng có thể sụt xuống. Lạc Ninh và cả Oa chỉ còn biết bám chắc vào sợi dây, đúng bước chân một bước rồi lại trượt xuống một bước, chẳng thể trèo lên được thêm chút nào. Tôi và anh Đô hết sức kéo lên, nhưng cả hai người có khỏe hơn nữa cũng chẳng thể cùng lúc kéo cả cả Oa và Lạc Ninh lên được. Bấy giờ cả Oa buông dây ra, ở dưới dùng hết sức đẩy mạnh Lạc Ninh lên, cộng thêm lực kéo của bọn tôi bên trên, một phát đã lôi được Lạc Ninh ra khỏi kẽ nứt đó. Đến khi tôi định thả dây xuống kéo cả Oa lên, một đợt rung chuyển mãnh liệt lại dội tới, mặt đất liền khép chặt cả cả Oa vào giữa. Nhiệt độ âm 20 độ, áo khoác mũ máu đã mất từ lúc nào. Ba người quên cả cái rét, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vừa khóc vừa dùng tay lưỡi lê gắng sức bới đất cát ở chỗ khe nứt vừa khép lại ra. Ba ngày sau, chúng tôi nằm trên giường trong bệnh viện quân y. Tham mưu trưởng quân khu bắt tay tôi, thân thiết an ủi: Đồng chí Hồ Bát Nhất, lần này các đồng chí đã biểu hiện hết sức dũng cảm. Tôi thay mặt quân y gửi lời hỏi thăm đồng chí,
mong đồng chí sớm hồi phục, tiếp tục lập những chiến công mới trên con đường cách mạng của chúng ta. Đồng chí thế nào rồi? Giờ đã đỡ hơn chưa? Tôi trả lời: cảm ơn thủ trưởng quan tâm, tôi vẫn... Định nói là vẫn tốt, nhưng lúc ấy lại nhớ đến những đồng đội đã vĩnh viễn rời xa mình. Tiểu Lâm, Cả Oa, chính trị viên, tiểu đội trưởng, thì lập tức chữ tốt kia liền nghẹn lại trong cổ họng, chẳng thể nào thốt lên được. Trong cuộc đời chẳng có người bạn nào vĩnh viễn, cũng chẳng có kẻ thù nào vĩnh viễn, chỉ có những lợi ích vĩnh cửu mà thôi. Năm 1969, do yêu cầu của tình hình quốc tế, đơn vị của tôi bị phái đi thi công tận sâu trong núi Côn Luân. Môi trường khắc nghiệt khiến tiến độ thi công chậm hơn dự tính. Trong 3 năm có đến mấy mươi chỉ huy và chiến sĩ hy sinh ở công trường. Vậy mà công trình quân sự chúng tôi xây dựng chỉ mới hoàn thành 2/3. Bấy giờ tình hình thế giới lại đổi sang ván bài mới. Năm 1972, Nixon đến thăm Trung Quốc. Quan hệ Trung Mỹ bình thường hóa, tất cả các chiến lược của Trung Quốc đều được điều chỉnh lại trên quy mô lớn. Công trình ở Côn Luân bị đình lại. Bọn lính công trình nửa đường đứt gánh như bọn tôi đều được biên về quân giã chiến, trực thuộc quân khu Lan Châu. Ngày qua ngày, năm qua năm, toàn huấn luyện, ra thao trường, diễn tập, học tập, binh bầu. Cuộc sống trong quân đội chẳng những đơn điệu lại còn gian khổ. Qua mấy năm sau, cách mạng văn hóa chấm dứt, Trung ương Đảng kịp thời dẹp loạn chỉnh đốn, bẻ lũ 4 tên bị đập tan. Sau tròn 10 năm tai họa, xã hội cuối cùng cũng trở lại trật tự bình thường. Nhưng quân ngũ là nơi có môi trường đặc biệt, tách hẳn với xã hội bên ngoài. Tôi chẳng hề cảm thấy có sự thay đổi nào. Chẳng những cũng chỉ không cần hễ gặp nhau là phải viện trích lời Mác chủ tịch nữa mà thôi. Nhưng mỗi khi có lính mới vào trại, vẫn phải tiến hành giáo dục cách mạng như trước. Sáng hôm đó, tôi vẫn đi họp ở doanh trại về. Thông tin viên tiểu Lưu thở hồng hộc chạy lại: báo cáo đại đội trưởng, hôm nay có một tốp tân binh đến trình diện, nhưng đồng chí chính trị viên đã đi học trên quân khu, cho nên mời đại đội trưởng tới giảng cho các tân binh về cách mạng và truyền thống. Giảng cách mạng truyền thống thực chất là kể cho đám tân binh nghe về lịch sử của đại đội. Đối với những chuyện này, tôi thực sự là dân không chuyên. Nhưng tốt xấu gì thì giờ tôi cũng là một đại đội trưởng. Chính trị viên lại không có nhà, tôi thì cứ đánh liều lên lớp một chuyến vậy. Tôi dẫn hơn 30 tân binh vào phòng truyền thống của đại đội, chỉ vào lá cờ gấm có thêu mấy chữ đại đội anh hùng, rồi bảo với cả đám: đây là vinh dự do các đồng chí tiền bối ở đại đội 6 chúng ta giành được trong chiến dịch Hoài Hải. Danh hiệu này vẫn được giữ lại cho đến tận hôm nay. Tôi thêm mắm thêm muối kể lại cuộc chiến bi tráng lần ấy một lượt nữa. Nào là đại đội 6 của chúng ta đã xả thân thế nào, chiến đấu ra sao, làm thế nào cạn sạch đạn mà vẫn dùng dao để đánh lui được đợt tấn công của cả quân đoàn phản động Quốc dân Đảng, hoàn thành được nhiệm vụ đánh chặn đường cấp trên giao phó một cách oanh liệt oai hùng. Tiếp sau đó, tôi lại chỉ vào chiếc nồi sắt mẻ đen sì trong tủ kính: các đồng chí, mọi người chớ có coi thường chiếc nồi mẻ này nhé. Năm xưa trong trận Hoài Hải, các đồng chí tiền bối của đại đội 6 chúng ta sau khi ăn món miến ninh thịt lợn nấu bằng cái nồi này đã đào lên giết giặc, lập công trên xa trường đấy. Các đồng chí xem, vết sức mẻ trên cái nồi này chính là do đạn pháo phản động của quân phản động Quốc dân Đảng gây ra. Đến tận hôm nay, nó vẫn âm thầm kể lại cho chúng ta về chiến tích của những vị anh hùng và tội ác dã man của bè lũ phản nghịch năm xưa. Những gì tôi có thể kể cũng chỉ có vậy. Nói cho cùng, tôi cũng không phải là người chuyên phụ trách công tác tư tưởng. Có điều tôi tự cảm thấy mình giảng cũng không đến nỗi, cũng bịp được tốt đám lính mới non nớt này. Tôi cho đám tân binh giải tán đi ăn cơm trong nhà ăn, còn mình và Tiểu Lưu đi phía sau. Tôi mới hỏi Tiểu Lưu: vừa nãy cậu thấy đại đội trưởng kể chuyện cách mạng với truyền thống trình độ thế nào? Tiểu Lưu đáp: ôi, đại đội trưởng giảng thật tuyệt vời, em nghe mà rớt cả nước miếng. Đại đội ta khi nào theo gương các tiền bối cách mạng cải thiện bữa ăn một cái, món miến ninh thịt lợn chắc phải rất tuyệt đấy. Tôi nuốt nước bọt rồi vỗ vào cái đầu Tiểu Lưu một cái: không nghe gì đến truyền thống cách mạng, toàn để ý đến cái mẹ gì thịt lợn ninh với chẳng miến. Mau vào nhà ăn lấy cơm cho tôi, mà hình như hôm nay nhà ăn có bánh bao, đến muộn thì bọn lính mới nó cướp hết. Tôi ra lệnh cho cậu chạy nhanh lên. Tiểu Lưu vâng một tiếng rồi sải bước chạy một mạch vào nhà ăn.
Tôi đột nhiên nhớ ra một câu quan trọng quên chưa nhắc, vội gọi theo sau. Này, tròn cho tôi mấy cái to to nhá. Tôi nằm trên giường, vừa ăn bánh bao, vừa đọc thư nhà vừa gửi tới. Nhà tôi mọi việc đều ổn, cũng chẳng nhắc có chuyện gì quan trọng. Đọc lướt qua hai lượt, tôi gấp lại đặt một bên, cầm cuốn sách cũ ông nội để lại lên đọc. Mấy phen hú vía vài năm trước khiến tôi lấy làm hứng thú với bộ môn phong thủy này. Mỗi khi rảnh rỗi, lại dở sách ra xem. Do cuốn sách nhắc nhiều đến các danh từ liên quan đến ngũ hành bát quái và dịch số. Ví như là Đông phương Giáp Ất Mộc, Nam phương Bính Đinh Hỏa, Trung ước Mậu Kỷ Thổ, Tây phương Canh Tân Kim, Bắc phương Nhâm Quý Thủy, rồi Can Khảm Chấn, Tôn Ly Khôn Đoài, vân vân. Có nhiều chỗ không thể hiểu được đâu. Mấy năm gần đây, tôi cũng tìm đọc không ít thư tịch, tuy trình độ văn hóa có hạn, nhưng có thể tạm đối phó mà hiểu được 3-4 phần. 16 chữ trong cuốn Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật Thập Lục Tự này lần lượt là thiên địa nhân quỷ, thần Phật ma súc, nhâm chấn độn vật, hóa âm dương không. Cuốn sách này chẳng biết niên đại thế nào, cũng không rõ do ai viết. Chỉ có điều nội dung bên trong hết sức uyên thâm, bao gồm cả 64 phép biến hóa 8 quẻ trong bát quái phục kỳ. Kỳ thường 8 quẻ ấy phải là 16 quẻ truyền đến thời Ân Thương. Vì 16 quẻ tiết lộ thiên cơ nên bị thần linh xóa đi một nửa, thậm chí đến 8 quẻ còn lại cũng không toàn vẹn. Nhưng người nào hiểu được trăm phần đã lợi hại lắm rồi. Như Gia Cát Khổng Minh gọn biết một hai phần đã giúp Lưu Bị vận trù trong trướng, chia thiên hạ thành thế chân vạc. Liêu Bá Ôn chỉ nắm 3 phần đã phò tá Chu Hồng Vũ gây dựng cơ nghiệp nhà Minh Trải 400 năm. Nhưng những điều ấy tôi đều không tin, làm gì mà tài thế được. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cuốn sách chỉ có nửa quyển về kết cấu bố cục mô tả cho vương ngũ hành phong thủy, nửa còn lại viết về âm dương bát quái, thái cực thì truyền đến tay ông nội tôi đã chẳng còn. Đọc sách bị rách mất nửa, có đôi chỗ nội dung không nhất quán, và lại câu chữ tối nghĩa khó hiểu, khó mà ngộ ra thâm ý bên trong. Tôi nghĩ nếu có cả cuốn sách trọn vẹn thì chắc sẽ dễ dàng hiểu hơn. Bỗng tiếng còi tập hợp ba hồi dài dài, hồi ngắn vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong doanh trại. Ý nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu tôi là chắc chắn là có chuyện. Vô duyên vô cớ tuyệt đối không thể nào ra lệnh tập hợp khẩn cấp toàn doanh trại giữa ban ngày ban mặt thế này được. Tôi nhét nốt hai miếng bánh bao còn lại vào miệng, nhảy bật khỏi giường lao ra ngoài. Từng hàng dọc xếp đều thẳng tắp, tôi thấy không chỉ có đại đội chúng tôi tập hợp mà cả trung đoàn cũng đều tập hợp lại. Những sĩ quan cấp dưới như tôi không có tư cách để tìm hiểu xem là hành động gì, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh và vâng lời chỉ huy mà thôi. Mệnh lệnh chúng tôi nhận được là đi ra ga đợi, cùng các đội quân khác cùng xuất phát một lượt. Người hơn 1 vạn như biển như núi, ga quân dụng chen chúc hơn 1 vạn người lính. Từ xa nhìn lại tựa như một dải nước thủy triều xanh ngắt, xem chừng có lẽ là cả sư đoàn đều bị biến động. Vào thời bấy giờ, huy động cả một sư đoàn như thế này không phải trò đùa. Biên chế của sư đoàn chủ lực như chúng tôi vô cùng lớn, dưới có 3 trung đoàn bộ binh trực thuộc, ngoài ra còn 1 trung đoàn pháo binh, 1 trung đoàn xe tăng, cộng thêm bộ đội hậu cần, cũng suýt soát 2 vạn người. Hành động quy mô lớn như vậy rốt cuộc là đi làm gì? Chẳng không phải đi cứu nạn rồi? Gần đây nào nghe thấy ở đâu có thiên tai dịch họa gì đâu. Chúng tôi được tàu bọc thép trở thẳng đến biên giới Vân Nam trong tâm trạng mập mờ khó hiểu. Đến đây mọi người mới ớ người ra, hóa ra là đi đánh nhau. Bây giờ rất nhiều người đã khóc rồi. Cùng lúc ấy, Đặng Tiểu Bình sang thăm Mỹ đã phát biểu một câu xanh dần trong Nhà Trắng, công khai thừa nhận quân đội Trung Quốc đang tập kết quy mô lớn tại biên giới Trung Việt. Rạng sáng ngày 17 tháng 2, 20 vạn quân thuộc 17 sư đoàn nhất loạt tấn công, đánh thẳng tới Lạng Sơn. Ngày 4 tháng 3, Trung Quốc tuyên bố rút quân. Đại đội của tôi là mũi nhọn của sư đoàn chủ lực, xung phong đi đầu. Chiến đấu 10 ngày đã thương vong quá nửa. Trong một lần hành quân, chúng tôi bị đặc công Việt Nam phục kích. Họ ném gói thuốc nổ vào xe tải bọc thép chở lính của chúng tôi. 8 chiến sĩ dưới quyền tôi đều bị chết trong xe. Lúc ấy tôi căm phẫn vô cùng, đánh chết 3 người tại chỗ, còn bắt sống 2 dân binh người Việt, 1 già 1 trẻ.
Bọn họ là một ông già hơn 50 tuổi và một cô gái trẻ tầm 20, có vẻ như là hai cha con. Một cấp dưới báo với tôi, chính cô gái này đang ngụy trang thuốc nổ thành hình những đứa bé ám trong lòng. Lung đi qua xe thiết giáp liền ném vào trong, tuyệt đối không nhầm được, chính cô là kẻ gây hại. Điều tôi sợ nhất trong đời chính là nhìn thấy đồng đội chết trước mặt mình. Trong cơn thịnh nộ đã quên sạch cả 3 mục kỷ luật, 8 điều chú ý và cả chính sách đối đãi với tù binh mà ra tay hết sức dã man với họ. Việc này đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật bộ đội, thậm chí gây kinh động đến cả Hứa Tổng Tư lệnh. Nếu không phải nhà tôi có quan hệ rất sâu trên quân khu thì sớm đã bị đưa ra tòa án quân sự rồi. Cuộc sống quân nhân của tôi buộc phải kết thúc từ đây. Cầm tờ lệnh phục viên trong tay, tôi trở về nhà.